mẫu em đang mặc trên người cũng là một siêu phẩm mẫu mới về bên em, là một chiếc cầm xòe rất là xinh xắn, rất là dễ thương, với tông màu xanh đen rất là nhã nhặn. Mình được phối với phần trên và phần tay áo là những cái họa tiết cũng là tông màu xanh đen luôn, rất là hợp mắt. Và chất liệu của mình cũng là ren nhôm cao cấp như các chị đây. Ren nhôm cao cấp, chị nào đã sử dụng sản phẩm ren của em thì biết là thiết kế ren nhôm cao cấp thì sẽ là coi như 4 chiều. Mình sẽ có một size mặc từ 45kg cho tới 65kg luôn, mặc tới đâu còn nhẹ tới đó ha. Nhưng mà em cũng tư vấn cho các chị là mình khoảng tầm 62-63kg thôi thì mình mặc nó sẽ đẹp. Cho nếu mà mình mặc cái váy nó co giãn ra quá như thế này thì mình sẽ cũng không còn đẹp cái form, cái đầu hay gì ha. Em cũng tư vấn là khoảng 62-63kg trở lại thì mình form nó sẽ xinh. Đây thiết kế tay von nhúng nè các chị đó. Các chị đừng sợ chật tay nha, tay mình cũng có co giãn luôn, mặc tới đâu co giãn tới đó ha, rất là xinh, rất là dễ thương. Ở trước thì mình cũng có cả một cái chiếc tay khác làm đẹp nhất nè các chị, rất là xinh xắn luôn. Cái mẫu này các chị mặc vừa đi làm vừa đi chơi đều thích hợp nha, do cái thiết kế rất là kín đáo và rất là nhẹ nhàng. Rồi em xin báo mã số của mẫu này ha, HN500 và giá là 740.000. Chương trình khuyến mãi như thường lệ, chị yêu chia sẻ livestream và trao tư vấn cá nhân, em sẽ khuyến mãi trực tiếp 100.000 và 640.000 cho mẫu này. Thôi bây giờ là các chị yêu chụp ảnh này gặp lại. Rồi sau đó mình sẽ đặt hàng theo một hotline của thời trang Nữ Hoàng, hoặc đơn giản là để lại số điện thoại của mình kèm theo mã sản phẩm HN500 ngay phía dưới video này, thì bên em sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Những cái họa tiết màu đen trên cái nền vải của mình là tạo thành điểm nhấn cho chiếc áo của mình rất là xinh. Chất liệu vải của mình là von nhúng cao cấp nha các chị. Đây, von nhúng cao cấp có độ co giãn. Thì cái form này thì mình sẽ mặc V-size trên từ 45kg cho tới khoảng 65kg là mình mặc được ha. 45 cho tới 65kg là mình mặc được cái form này. Do cái chất liệu von nhúng thì nó có sẽ co giãn 4 chiều, rất là thoải mái. Chất liệu rất là mềm và rất là mướt nha các chị. Đây thiết kế tay loe nè. Và ở dưới phần tà váy của mình thì nó sẽ dập ly ấy, các chị. Đây, đấy, mình sẽ dập ly, tạo cái độ phong bê cho váy. Cổ thì ở đây mình sẽ có điểm nhấn là một chiếc nơ kèm theo một chiếc phụ kiện rất là xinh xắn. Rồi, em xin báo mã số của mẫu này, HN501 và giá là 740.000. Chương trình khuyến mãi như thường lệ là chia sẻ video về trang em cá nhân, khuyến mãi trực tiếp 100.000 là còn 640.000 cho mẫu này. Và bây giờ là các chị chỉ cần đơn giản chụp ảnh này thôi. Sau đó đặt hàng ngay qua số hotline của thời trang Nữ Hoàng hoặc comment số điện thoại kèm theo mã sản phẩm HN501 dưới video này. Bên em sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Là nhung cao cấp này, các chị có thể thấy chất nhung rất là mềm và rất là mịn, mà là màu đỏ đô nha các chị. Cổ thì là cổ sườn xám truyền thống ha, mình được kết hợp với những cái họa tiết như này là thêu nha các chị. Đây, mình được thêu trực tiếp trên nền nhung luôn. Ngoài họa tiết ra thì mình cũng có những cái hạt cườm đính trên nền thêu nè các chị, tạo nên cái điểm nhấn cho cái chiếc đầm của mình, nó rất là xinh. Mẫu này là tay vừa phải nha các chị, đây tay vừa phải không quá dài ha, và hai bên của mình có xẻ tà nha các chị. Bên mình có sẽ tạo đúng form là form sườn xám của các chị. Và màu này là màu đỏ đô nha. Màu này là màu đỏ đô. Mẫu này mẫu mới cho nên là em còn đủ size ha. Cho các chị từ 45kg tới 65kg này còn size. Mã số của bộ này là HN509 và giá là 620.000. Chương trình khuyến mãi như thường lệ, chị yêu là chia sẻ video này về trang Facebook cá nhân, em sẽ khuyến mãi trực tiếp 100.000 là còn 520.000 cho hôm nay.
mình sẽ đặt hàng nhanh qua số hotline của Thời Trang Việt Nam hoặc để lại mã số kèm theo số điện thoại của mình ngay phía video này, sẽ có nhân viên chủ động gọi điện mình tư vấn cho các chị. Mỗi lần em sẽ nhắc lại các mã số là HK509 và giá khuyến mại là 500 đồng. Em xin chào các chị. Mỗi em đang mặc trên người là một chiếc đầm maxi rất là xinh xắn và duyên dáng, với tổng thể là tông xanh và trắng xen kẽ với nhau. Và ở phần eo này mình sẽ có điểm nhấn là một chiếc đai eo màu đen rất là xinh xắn, rất là dễ thương luôn. Cổ là cổ tim nha các chị. Cổ này là cổ V. Cổ V tay ngắn, chất liệu là von cao cấp 2 lớp, mặt rất là mềm, rất là mềm nha các chị. Đây, mẫu này mặc lên rất là mềm, rất là mịn và rất là thướt tha ha. Mẫu này các chị mặc đi làm, đi chơi, đi cà phê, đi dạo phố, đi bãi biển đều phù hợp với các chị. Đơn giản và nhẹ nhàng và tôn lên cái sự nữ tính rất là đẹp nha các chị. Ở phần bên hông thì mình có dây kéo ạ. Mẫu này thì dây kéo sẽ nằm phía bên hông nha các chị nha. Mẫu này là mẫu mới cho nên là em cũng còn đủ size nha, cho các chị từ 45 cho tới 65 kg. Mã số là HN508, giá là 590.000. Chị em này chia sẻ video này về trang Facebook, em khuyến mãi 100.000 là còn 490.000 cho mẫu này. Rồi chị em này thích mẫu này thì chụp ảnh màn hình lại giùm em. Sau đó mình sẽ đặt hàng nhanh qua số hotline của Thời Trang Nữ Hoàng hoặc đơn giản là để lại số điện thoại của mình kèm theo mã sản phẩm ngay phía dưới video này, thì bên em sẽ có nhân viên chủ động gọi điện và tư vấn cho các chị. Cảm ơn các chị đã theo dõi video. Các chị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo phía bên dưới để cập nhật những mẫu thời trang mới nhất.